Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ làm một cái clip là làm wifi cho nó mạnh lại bằng cái chế độ wifi lấy cái lon Pepsi mình làm lại cho cái wifi nó mạnh nhé cả nhà. Hôm trước em cũng có làm một cái clip đó rồi. Làm một cái clip đó rồi nhưng mà cái đó bị hư rồi. Đợt đây em sẽ làm một cái lon Pepsi để ụp lên cái đầu đầu cần wifi cho nó sóng nó mạnh lên nhé cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em cùng xem cách em sáng tạo ạ. Chúc cả nhà một ngày mới xem video thật vui vẻ ạ. Bây giờ bắt đầu đi ạ. Đây, cái đây nó bị cũ rồi, nó bị hư rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ thay thay cái khác. Mình sẽ thay cái lon khác, thay cái lon Pepsi ập lên trên cái đầu cần này nhé cả nhà. Bây giờ cách làm sao để bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em nhé. Rồi bây giờ đang nhờ mẹ hớt cái này ra cả nhà. Rồi bây giờ lấy kéo mình hớt ra nha cả nhà. Đây là lon Pepsi. Y như vậy á, kêu y như luôn kìa. Rồi rạch ra như vậy nhé cả nhà. Hai bên y như hai cửa. Rồi làm y như hai cái cửa đó rồi bắt đầu mình up lên wifi nhé cả nhà. Rồi, một cái. Tiếp tục cái này nữa nhé cả nhà. Rồi bắt đầu up lên trên cần wifi nhé cả nha. Rồi. Rồi nhé cả nha. Bây giờ mình sẽ mình cái này em sẽ hướng dẫn cho cả nhà. Cái này là mình muốn cái sóng wifi nó mạnh chỗ nào thì mình đây lên cái lon vậy là nó mạnh. Mình lên vô bì dách này là
wifi nó dồn về nhà mình thôi nhé cả nhà, nó không có phát tán đi xa được. Còn còn mà mình lăn đi ra hướng ngoài cửa này á là nó sẽ đi ra hướng khác cho để cho người ở ngoài xem được, không thể nào người ta dùng, không thể nào người ta dùng wifi nhà mình được hết nhé cả nhà. Các anh chị thử làm như vậy rất là hiệu quả nhé cả nhà. Đây em sẽ đây em thì quay thử cho mọi người xem. Đây đó, đây ví dụ em quay vào cái hướng này, quay cái loan ở cái loan đó vào hướng này là cái wifi của mình là nó mạnh vào và nó mạnh vào nhà mình. Mình quay ở nào là nó mạnh theo hướng đó nhé cả nhà. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu em up lên wifi nha. Rồi bây giờ bắt đầu up lên nhé cả nhà. Mình sẽ up vào cái lỗ mình khui bia uống nhé cả nhà. Đây. Mệt. Cẩn thận cái cần wifi rồi up lên. Đây, chờ nó vào đây. Rồi, quá là tuyệt vời cả nhà. Đó, mình sẽ cho wifi nó nằm hướng về trong bì dắt nha, hai cái cánh cửa này vào bì dắt. Đó. Cho nó nằm hướng về cửa chỗ bì dắt. Muốn thì mình chuyển động chỗ này nhé. Đó, rất là tuyệt vời. Vậy là wifi rất là mạnh. Rồi, tiếp theo mình sẽ up một cái nữa lên trên cái cân này. Cũng chuyển hướng y như vậy luôn. Cho nó đều. Rồi. Rồi rất là ok, hai trụ điểm wifi cả nha. Rồi, wifi rất là mạnh luôn. Trên cái ứng dụng dành cho người khiếm thị của em nó đọc là wifi đã mạnh. Chụp wifi rất là ok cả nhà. Có 102 luôn. Đó. Wow, rất là tuyệt vời. Rồi các anh chị mình thấy thấy video của em hay thì cho em một like và một subscribe để ủng hộ video, tiếp tục đồng video của em ra nhé cả nhà. Em rất cảm ơn cả nhà mình đã xem video và ủng hộ kênh của em là Ngọc Đan Khiếm Thị Vlog ạ. Em là người khiếm thị, rất mong các anh chị mình ủng hộ video của em ạ. Rồi, wifi rất là mạnh cả nhà. Mấy bữa là nó hơi dấp dấp, ở đây là em làm cái này lại là ok hơn. Cái này là bằng nước Pepsi nha cả nhà. Sáng nay em mới làm được hai lon nước, em mới làm lại cái này. Cả
cái này là thì mình chỉ để cho nó hỗ trợ nó mạnh thêm wifi trong nhà thôi cả nhà, sóng rất là mạnh luôn. Còn mình lấy cái này ra mình đi xa và nó yếu cả nhà. Rồi video đến đây là kết thúc, xin hẹn gặp lại các anh chị. Xin hẹn gặp lại các anh chị video lần sau nhé cả nhà. Các anh chị thấy hay thì cho em một like và một subscribe ạ. Xin cảm ơn cả nhà mình ạ.